Hello, welcome to the warehouse. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn sản phẩm rượu vang Hecula Monastrell đến từ vùng Yecla, Tây Ban Nha. Gia đình nhà Castano là những nhà tiên phong đầu tiên của vùng Dio Yecla, bắt đầu từ năm 1950 tại Romans Castano Santa với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành trồng nho và xây dựng nhà máy hiện đại sản xuất rượu đầu tiên của vùng. Tới nay, gia đình nhà Castano đang sở hữu 450 hectare với những cây nho già cỗi. Từ những năm 1980, gia đình đóng chai rượu vang dưới tên thương hiệu riêng của mình và đổi mới, cải thiện danh tiếng của Monastrell từ Yecla trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Rượu Hecula được làm từ những trái cây nho có tuổi đời trên 50 năm, được thu hoạch hoàn toàn bằng tay, ủ 6 tháng trong thùng gỗ sồi của Mỹ và Pháp để làm tròn trịa vị và vẫn giữ nguyên được đặc tính của trái cây Monastrell. Rượu sẽ có màu đỏ anh đào đậm, sáng, mang hương vị trái cây nổi bật như mận, quả vải, quả chín mọng và hương thơm giấm balsamic mãnh liệt, kết hợp với chút mùi hương gỗ hoàn hảo, mềm mại, mượt mà trên vòng miệng với tannin nhẹ nhàng và một chút dư vị rất là dễ chịu. Sản phẩm kết hợp rất tốt với thịt bê hoặc cừu nướng mềm. Nhiệt độ tuyệt vời để thưởng thức là 16 độ C. Cảm ơn các bạn đã chọn sản phẩm của The Warehouse. Nếu bạn muốn biết các nhà hàng khách sạn nào ở Hà Nội đang phục vụ chai rượu này, vui lòng kiểm tra link dưới đây. Chúc các bạn có những buổi thưởng thức rượu tuyệt vời bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn.